Chào bạn, đây là chiếc máy chiếu Casio XJ-F210WN, một chiếc máy chiếu cao cấp dành cho doanh nghiệp. Thì cái máy chiếu này có gì thú vị cũng như nó khác biệt gì so với là những cái máy chiếu thông thường thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Về tổng thể ngoại hình thì thật ra cái máy chiếu Casio này nó cũng sẽ không có nhiều khác biệt so với lại những cái dòng máy chiếu khác trên thị trường, bởi vì chúng ta có một cái thiết kế máy chiếu khá là tiêu chuẩn và rất là gọn gàng. Bạn có cái remote để điều khiển nó từ xa, nhưng mà nếu bạn để ý cái phần cái khu vực mà cái ống kính thì chúng ta thấy được là nó sẽ lõm vô, là bởi vì cái máy chiếu này nó thiết kế để mà hệ chiếu 360 độ, tức là bạn hãy gắn nó trên tường, bạn có thể gắn nó trên trần hoặc là bạn đặt nó dưới bàn thì nó vẫn hay chiếu được. Thì đây là một tính năng rất là tiện lợi và hướng đến đối tượng là chủ yếu là doanh nghiệp là chính. Còn đối với người sử dụng bình thường thì thường là một là chúng ta để trên bàn, hai là chúng ta chơi trên trần mà thôi. Cái máy chiếu này nó sử dụng công nghệ máy chiếu là máy chiếu DLP, tức là sử dụng một con chip của hãng Texas Instruments bên trong, và cái độ phân giải của con chip bên trong này là WXGA, tức là nó sẽ thấp hơn một chút so với là cái chuẩn Full HD mà chúng ta thường thấy. Nhưng mà điều này mình nghĩ rằng nó là không quan trọng, bởi vì đối với tối đa doanh nghiệp, bạn không sử dụng cái máy chiếu này để chiếu phim mà là bạn sử dụng máy chiếu này để trong những cuộc họp bạn hãy chiếu những slide thuyết trình lên, thì cái độ phân giải của cái máy chiếu Casio này mình nghĩ là vừa đủ. Nhưng mà điểm khác biệt lớn nhất của nó, tức là thay vì là sử dụng cái đèn thủy ngân truyền thống thì Casio họ phát triển ra một cái công nghệ đèn chiếu gọi là đèn chiếu laser LED. Thì cái đèn chiếu laser LED này nó cái độ bền cũng như là nó tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với những cái bóng đèn thủy ngân. Chẳng hạn như là nếu một bóng đèn thủy ngân thì bạn chỉ chiếu khoảng cỡ 2000 giờ là bắt đầu nó sẽ giảm độ sáng xuống và bạn cần phải thay thế. Trong khi đó thì cái đèn chiếu trong cái máy chiếu Casio này có thể hoạt động đến 20000 giờ mà bạn sẽ không gặp vấn đề gì cả. Tuy nhiên hãng thì họ chỉ bảo hành 6000 giờ mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ là đây là con số cũng khá là nhiều rồi. Ở phía trên cái thân máy chiếu này thì các bạn sẽ có cái cụm điều khiển cái vòng lấy nét và cái vòng zoom. Thì cái máy chiếu này nó tùy theo khoảng cách mà nó có thể chiếu được cái phóng lên trên màn hình từ 35 inch cho đến 200 inch. Thì đây là một kích thước nói chung là rất là tiêu chuẩn đối với máy chiếu, và thường thì nó sẽ rất lớn hơn rất là nhiều so với những cái màn hình. Phía trên đây thì chúng ta cũng có những cái phím bấm, chẳng hạn phím bấm nguồn rồi những cái phím enter này nọ menu. Nhưng mà đặc biệt là ở phía sau lưng này thì các bạn sẽ thấy là cái máy chiếu này nó có rất là nhiều cổng kết nối. Bởi vì nếu mà đối với lại đối tượng người dùng gia đình thì chúng ta thường là chỉ cần cổng VGA hoặc là cổng HDMI là đủ rồi. Tuy nhiên môi trường doanh nghiệp thì có rất là nhiều những cái thiết bị khác, và để mà đảm bảo là bạn luôn luôn có thể kết nối được thiết bị của mình với cái chiếc máy chiếu Casio này thì hãng họ đã cung cấp chúng ta rất là nhiều. Bạn có những cái cổng HDMI, bạn có cả cái cổng bông sen mà có lẽ là bây giờ không có người tiêu dùng mà bình thường nào sử dụng cả, và bạn có cả cổng S-Video. Thì cái điều này nó đem lại nhiều sự lựa chọn hơn khi mà kết nối. Ngoài ra bạn có thấy được là cái máy chiếu này ngoài cái việc mà cái cổng nguồn bình thường thì cái máy chiếu này còn hỗ trợ cấp nguồn thông qua cái cổng USB. Cho nên nếu mà trong trường hợp mà bạn không có tiện để mà cắm nguồn bình thường thì bạn hãy sử dụng dây nối USB để mà cấp nguồn cho máy chiếu này, giống như là bạn cấp nguồn cho những cái chiếc điện thoại vậy. Bên cạnh cái việc kết nối truyền thống, tức là sử dụng những cái dây để mà gắn từ những cái thiết bị phát lên cái máy chiếu Casio này, thì cái điểm ăn tiền nhất của cái dòng XJ-F210WN này đó chính là nó có khả năng là phát nội dung từ mạng, tức là bạn có thể phát sử dụng kết nối mạng LAN hoặc là bạn có thể sử dụng cái dongle này. Cái adapter này là nó kèm theo trong máy luôn, và khi mà bạn gắn vô thì cái chiếc máy này nó sẽ phát ra một cái mạng wifi riêng biệt, và bạn có thể sử dụng những cái thiết bị của bạn để kết nối với mạng wifi đó và phát lên cái máy Casio này. Cái điểm hay của cái việc mà kết nối này đó là nó không chỉ hỗ trợ những chiếc máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hay là hệ điều hành Mac mà nó còn hỗ trợ cả điện thoại luôn. Thì bạn chỉ cần cài cái app C-Assist của Casio là bạn có thể phát tất cả những cái tập tin từ cái điện thoại của bạn lên trên máy chiếu này. Thì đây là một tính năng rất là tiện dụng, cực kỳ phù hợp để mà sử dụng trong cái môi trường doanh nghiệp. Đối với những thiết bị bình thường thì nó sẽ hòa chung một cái mạng wifi mà có sẵn, còn đối với cái thiết bị Casio này thì nó sử dụng một cái mạng riêng, bởi vậy cho nên nó hạn chế cái nguy cơ mà bị hack và đảm bảo là những cái thông tin của bạn nó được an toàn khi mà bạn phát từ cái thiết bị chẳng hạn máy tính hay là cái smartphone lên trên chiếc máy này. Thì về tổng thể như mình đã chia sẻ từ đầu là đây là một cái máy chiếu cao cấp dành cho doanh nghiệp, và các bạn thấy được là cái sự định hướng của hãng với cái sản phẩm này nó khác biệt rất là nhiều so với là những cái sản phẩm dành cho gia đình. Tức là thay vì là tập trung vào những cái công nghệ về cải thiện hình ảnh, chất lượng hình ảnh đồ này nọ, thì Casio họ tối ưu cái độ bền, tối ưu cái tiết kiệm điện năng cũng như là những cái tính năng kết nối để giúp cho cái việc sử dụng trong doanh nghiệp nó dễ dàng hơn. Và mình nghĩ rằng nếu mà bạn là một người đang điều hành một cái công ty hoặc là bạn muốn có một cái máy chiếu mà để dành riêng cho phục vụ cái việc học hành thì cái máy chiếu Casio này là một cái sản phẩm rất đáng cân nhắc. Rồi xin cảm ơn các bạn.